Hello, bất động sản Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các nhà đầu tư cá nhân. Hôm nay Biển Xanh xin tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một lô đất nằm ngay kế bên công viên 7 kỳ quan thế giới. Lô đất hướng Tây có diện tích là ngang 4 dài 20 nha quý anh chị. Đây, vị trí Biển Xanh đang đứng chính là công viên 7 kỳ quan thế giới. Tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là một nơi du lịch và nghỉ dưỡng, có không khí rất là trong lành, tốt cho sức khỏe. Trong khu này hạ tầng được hoàn thiện 100%, nước thì hoàn toàn là nước máy. Và cái lô đất hôm nay Biển Xanh giới thiệu, nó nằm ngay kế bên công viên 7 kỳ quan thế giới. Lô đất này là hướng Tây, có diện tích là ngang 4, dài 20, sổ hồng riêng, thổ cư là 100% nha quý anh chị. Đây, cái lô đất này là ngang 4 dài 20. Người ta có làm cái lán để người ta đựng nhờ cái vật liệu xây dựng, mấy cái đồ nghề để xây dựng nha quý anh chị. Lô đất này thì nó nằm ngay kế bên công viên 7 kỳ quan thế giới kia. Phía trước chính là công viên 7 kỳ quan thế giới. Khu này thì rất là thuận lợi để kinh doanh buôn bán, an cư lập nghiệp. Trong khu này dân cư ở khá là nhiều rồi. Mặc dù cái khu này hạ tầng hoàn thiện 100%, mặc dù cái khu này thì mới có hình thành được hơn 2 năm thôi quý anh chị ơi, nhưng mà dân cư về đây sinh sống, an cư lập nghiệp rất là nhiều. Diện tích của lô này là ngang 4, dài 20, sổ hồng riêng, thổ cư là 100%. Mình mua là chỉ việc sang tên công chứng ngay. Và giá của lô này là 960 triệu bao sang tên công chứng. Lô này là hướng Tây nha quý anh chị. Một khu vực rất là đông nhà xây dựng và dân sinh về đây ở rất là nhiều rồi. Đặc biệt cái lô này nó nằm ngay kế bên công viên 7 kỳ quan thế giới. Diện tích là 4 x 20, giá chỉ có 960 triệu. Bao sang tên công chứng làm sổ cho mình luôn. Vị trí của lô này là hướng Tây, rất là thuận lợi để kinh doanh buôn bán. Khu vực này đã có rất là đông nhà xây dựng. Và giá của lô này cũng rất là mềm, rẻ hơn các lô khác trong khu vực là khoảng 70 triệu. Cho nên là mình mua là mình đã lời ngay lúc mua, bởi vì mình mua thấp với giá hơn thị trường. Giá của lô này chỉ có 960 triệu bao sang tên công chứng. Mình mua là chỉ việc lên phòng công chứng Đức Hòa là công chứng sang tên cho mình ngay. Diện tích của lô này là ngang 4, dài 20. Đây, ngang 4, dài 20 nhé quý anh chị. Lô đất này là hướng Tây, nằm ngay kế bên công viên 7 kỳ quan thế giới, một cái khu vực mà nhộn nhịp, đông đúc và hot nhất của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới. Quý anh chị có quan tâm đến vị trí của lô đất này, mua để an cư lập nghiệp, để đầu tư sinh lời hoặc mua để dành cho con cháu sau này, thì hãy nhanh tay liên hệ hoặc kết bạn Zalo với Biển Xanh, số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem video thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất và ủng hộ cho Biển Xanh nhé. Biển Xanh xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi hết clip của em. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin chào và hẹn gặp lại.